Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Nhu cầu thị trường về tiêu thụ rau sạch càng lớn, càng đòi hỏi người nông dân phải có những phương pháp trồng rau sạch tiên tiến nhất. Hiện nay, mô hình nhà lưới trồng rau an toàn được ứng dụng khá phổ biến. Vậy nhà lưới mang lại những lợi ích nào, những đặc trưng cơ bản của mô hình này, quy trình thiết kế nhà lưới ra sao, đặc biệt là giá thành trên mỗi mét vuông là bao nhiêu? Đó là điều mà không ít người quan tâm. Tại video này, nonglam.net sẽ làm rõ những vấn đề trên để bà con quyết định nên đầu tư vào nhà lưới hay không. Lưu ý, mọi thông tin về giá thành đều mang tính tham khảo tại thời điểm làm video. Để chắc chắn, quý bà con hãy tham khảo thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Chi phí xây dựng nhà màng phụ thuộc vào các yếu tố như hệ thống trồng có phải chịu lực nhiều hay không, vùng đất có gió mạnh hay không, quy mô diện tích cần đầu tư là bao nhiêu, phương thức sản xuất rau sạch bên trong là gì, loại mái hở một bên, hở hai bên hay tự động đóng mở bằng cảm biến. Nhà lưới đã được nhiều người nông dân áp dụng vào sản xuất vì họ hiểu được giá trị sử dụng nhà lưới này cho trồng trọt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn e ngại về chi phí làm nhà lưới. Khi làm nhà lưới với diện tích càng lớn thì chi phí giá thành cho một mét vuông sẽ giảm đi. Khi tính chi phí làm nhà lưới thì trước hết chúng ta hãy xem xét đặc tính kỹ thuật của nhà lưới, như chiều rộng mỗi gian từ 6 đến 10 mét, chiều cao từ máng xuống là 3 mét, chiều cao từ đỉnh nóc xuống là 4,5 mét. Phần mái đón gió được che phủ một lớp lưới chống côn trùng, cửa trượt một lớp khung thép, mái phủ bằng phim, tuổi thọ có thể kéo dài từ 5 đến 7 năm. Phần hông xung quanh nhà lưới được che phủ toàn bộ bằng màng, trụ cột được đúc bê tông vững chắc, khoảng cách mỗi trụ là 3 mét. Nếu như các bạn muốn tự làm nhà lưới thì phải tính toán kỹ chi phí vật tư, nguồn nhân công cho mỗi công trình, đặc biệt phải lựa chọn vật tư có chất lượng tốt. Nhà lưới là công trình không dễ đối với những người chưa có kinh nghiệm và nó quyết định đến độ bền của cả công trình. Chi phí dao động từ 250.000 đến 320.000 hoặc 2.200.000 đồng trên 1 mét vuông tùy từng loại nhà màng. Có các mục đích sử dụng khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng những loại nhà phù hợp, như nhà lưới hay nhà kính trồng rau sạch thủy canh, nhà trồng dưa lưới, sử dụng để nuôi tôm, nhà lưới làm nông nghiệp kỹ thuật cao, nhà lưới hay nhà kính giá rẻ để trồng rau. Và dưới đây, nonglam.net sẽ nói kỹ hơn về nhà lưới trồng rau phổ thông được nhiều người áp dụng. Nhà lưới có thể sử dụng cho mọi quy mô, việc lắp đặt hệ thống nhà lưới trồng rau sạch khá linh hoạt, do đó có thể phù hợp với nhiều quy mô canh tác trồng từ nhỏ đến lớn, từng vụ rau an toàn cho gia đình đến trang trại quy mô lớn. Thiết bị hiện đại, đây cũng chính là một trong những ưu thế mà mô hình này mang lại so với các phương pháp khác. Khả năng phòng chống sâu bệnh tốt, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm khỏi sâu bệnh, là mối đe dọa lớn nhất đến năng suất và chất lượng của rau sạch. Nhà lưới có khả năng ngăn côn trùng cũng như sâu bệnh hại rau, từ đó giảm được tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tăng độ an toàn cho rau. Phù hợp với khí hậu của nước ta, trồng rau trong nhà lưới có thể hạn chế hư hại do mưa gió, bảo vệ rau trồng khỏi tác động của thời tiết, tránh mưa làm dập nát lá rau. Điều này phù hợp với khí hậu nóng ẩm và thường xuyên thay đổi của Việt Nam. Thiết kế nhà lưới mang lại những lợi ích gì? Có thể trồng đa dạng loại cây trồng, nhà lưới trồng rau có thể áp dụng rộng rãi đối với nhiều loại rau củ quả khác nhau, hay cả với những giống hoa, cây ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch. Điều này giúp bạn có thể tận dụng triệt để quỹ đất vốn có, độ bền lên tới 20 năm. Với những mô hình nhà lưới có kết cấu được thiết kế gia công, lắp đặt tốt, nó có thể duy trì độ tuổi kéo dài từ 10 hay 20 năm và chất lượng công trình được đảm bảo. Giảm nhân công. Ngoài ra, việc ứng dụng hệ thống tưới tiêu hay ánh sáng tự động hoặc bán tự động trong nhà lưới có thể giảm nhân công lao động đáng kể, giúp người trồng trọt bớt vất vả khi canh tác trên quy mô lớn. Đặc điểm các loại nhà lưới trồng rau an toàn. Hiện nay tại Việt Nam có hai mô hình nhà lưới phổ biến là nhà lưới kín và nhà lưới hở. Trong đó, nhà lưới kín đòi hỏi kỹ thuật và đầu tư cao hơn hẳn so với nhà lưới hở. Nhà lưới kín, đây là loại nhà lưới được che phủ hoàn toàn bằng lưới cả trên mái cũng như xung quanh.
có cửa ra vào cũng được phủ kín bằng lưới. Về thiết kế, nhà lưới kín có kiểu mái bằng và mái nghiêng hai bên. Khung nhà được làm bằng cột bê tông hoặc bằng khung sắt, hàn hoặc bát ốc vít. Độ cao từ 3 đến 4 mét, quy mô diện tích theo từng hộ gia đình sử dụng và canh tác. Ưu điểm của loại nhà lưới kín là ngăn ngừa được côn trùng phá hoại nên giảm được tối đa lượng thuốc trừ sâu sử dụng. Sản phẩm rau an toàn, đồng thời có thể thâm canh được thời vụ cho rau ăn lá do trồng được cả mùa mưa mà chất lượng rau vẫn đảm bảo. Do diện tích ít, người trồng rau tập trung đầu tư thâm canh nên năng suất vẫn đảm bảo, thậm chí năng suất rau mùa mưa còn cao hơn so với trồng ngoài đồng ruộng. Tuy nhiên, về mùa nắng, do không được thông gió, nhiệt độ trong nhà lưới cao hơn ở ngoài từ 1 đến 2 độ C hoặc cao hơn, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rau. Còn đối với nhà lưới hở, là loại nhà lưới chỉ được che chủ yếu trên mái hoặc một phần bao xung quanh nhằm mục đích giảm bớt tác hại của mưa gió, giúp cho cây rau trồng được cả vào mùa mưa. Nhà lưới hở được thiết kế đơn giản với kiểu mái bằng và mái nghiêng hai bên. Chỉ có cột trống, căng dây kẽm và kéo lưới nên chi phí giá thành lưới thấp hơn khoảng 50% so với nhà lưới kín. Khung nhà được làm bằng cột bê tông hoặc bằng khung sắt, hàn hoặc bát ốc vít. Một số giò dân tự làm chỉ làm khung bằng cây gỗ, trống và căng dây kẽm, dây cáp để giữ lưới. Quy mô diện tích từ 500 đến 1 hectare theo từng hộ hoặc theo từng nhóm hộ liên kết cùng nhau sử dụng cho việc trồng rau, độ cao từ 2 đến 2,5 mét. Tuy nhiên, cũng do không được che chắn kỹ nên nhà lưới hở không có tác dụng ngăn côn trùng và sâu bọ. Và nếu muốn áp dụng quy mô lớn thì cần phải thực hiện nối các nhà lưới hở với nhau do độ vững chắc của mô hình này không cao. Những yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của mô hình nhà lưới. Ở đây, chúng tôi chỉ yêu nói về yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với mô hình nhà lưới kín. Đối với bộ khung của nhà lưới, cột nhà lưới sử dụng thép mạ kẽm có độ bền cao, có dạng tròn hoặc hộp, độ dày từ 2 ly 2 mm trở lên, tùy thuộc vào chiều cao nhà, bước gian, chiều rộng nhà. Trụ móng đúc bê tông vững chắc, cao hơn bề mặt đất từ 20 đến 30 cm để bảo vệ phần chân cột, khoảng cách giữa các trụ theo chiều ngang nhà lưới từ 2 đến 3 m, theo chiều dọc từ 6 đến 10 m, chiều cao cột từ 3 đến 4 m. Khung mái dạng mái vòm hoặc vòm lệch, mái lệch. Giữa hai phần lệch của hai khung vòm là cửa thông gió có độ rộng khoảng 40 đến 50 cm, được chắn bằng lưới chắn côn trùng, giúp giảm nhiệt, phân tầng luồng không khí và điều tiết khí hậu trong môi trường nhà lưới. Khoảng cách giữa hai thanh vòm khoảng từ 2 đến 3 mét. Kết nối những thanh khung sườn bằng các thanh rằng hoặc co nối phức hợp chữ Y hoặc chữ L tạo thành một kết cấu chắc chắn, có khả năng chịu lực tốt. Song song đó là khả năng lắp ráp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Về cửa, có thể làm cửa trượt hoặc cửa mở bằng khung thép được bọc lưới xung quanh. Mô hình này sử dụng toàn bộ phần mái tường bao xung quanh là lưới chắn côn trùng. Khung nhà có thể liên kết với lưới chắn côn trùng bằng nẹp, rích rác hoặc lò xo, hoặc dây kẽm để tăng độ chắc chắn cho nhà lưới. Lưới chắn côn trùng nhà lưới là loại được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, tùy theo mục đích sử dụng có thể lựa chọn lưới chắn côn trùng hoặc lưới UV. Về hệ thống tưới tiêu, hiện nay có hai hệ thống thường được sử dụng trong nhà lưới trồng rau sạch tại Việt Nam là hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa. Trong đó, hệ thống tưới nhỏ giọt có đặc điểm là cung cấp nước vào vùng gốc cây dưới dạng nhỏ giọt, chậm, dễ cây dễ dàng hấp thụ. Điều này giúp tiết kiệm nước, giữ độ ẩm đồng đều trong các tầng đất trồng rau và phù hợp với nhu cầu của nhiều loại cây trồng. Loại thứ hai là hệ thống tưới phun sương, cung cấp nước cho cây bằng cách tạo thành những hạt sương tưới trực tiếp lên lá cây giúp làm mát lá, điều tiết khí hậu bên trong nhà lưới. Hệ thống này thường được dùng cho các loại cây bụi, cây tầng thấp. Việc lựa chọn hình thức tưới phù hợp cần căn cứ vào đặc điểm của cây trồng, nguồn nước, kinh phí đầu tư. Có thể kết hợp nhiều phương pháp tưới khác nhau để trồng các loại cây khác nhau theo từng vụ mùa trong năm. Và trên đây là những kiến thức cơ bản về làm nhà và chi phí của nhà lưới hay nhà kính. Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại dưới phần bình luận của video. Và tiếp theo, những video tới đây, nonglam.net sẽ cung cấp thêm cho quý vị về thông tin về nhà lưới và nhà kính để trồng rau an toàn. Liệu phương pháp này nó có phù hợp và có kinh tế hay không? Thì xin mời quý vị để lại ý kiến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của nonglam.net.